Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin dầu cạn kiệt, ngân sách Đảng hết tiền, liều khai thác Hà Nội bị đuổi quanh. Vâng, các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong phiên biển Đông và vùng bãi tư chính của Việt Nam đã xảy ra liên tục những sự việc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đó là vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý để thăm dò và chuẩn bị, dường như họ chuẩn bị cho việc hạ đặt giàn khoan ở đây. Và chúng ta đã chứng kiến sự đối đầu căng thẳng chưa từng có giữa Việt Nam và Trung Quốc trong suốt 3 tuần qua, giữa lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam, lực lượng chấp pháp của Việt Nam cùng đội tàu hải cảnh của Trung Quốc. Và điều đó các bạn có thể xem ngay trực tiếp trên cái biểu đồ mà đã được ghi nhận lại trên biển. Đó là việc ngày 20 tháng 9 năm 2019, Hải Dương 8 tiếp tục hoạt động sâu tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đường khảo sát phục vụ được thực hiện vào ngày hôm qua song song với bờ biển Việt Nam và khá gần bờ biển. Có điểm tuyến khảo sát này chỉ cách mũi La Gàn thuộc Bình Thuận 144 km, mũi Dinh Ninh Thuận khoảng 140 km. Và chúng tôi để sát hình ảnh này lại và trong camera và video để các bạn thấy rõ cái sự nguy hiểm như thế nào của đội tàu Hải Dương 8 và những chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc hung dữ đi ngay sát bờ biển Việt Nam. Và với những đường đi này thì bất kỳ bà con ngư dân nào đi lại gần những chiếc tàu này cũng như tàu cảnh sát biển Việt Nam thì sẵn sàng sẽ bị những đội tàu này đâm và làm cho chìm cũng như thiệt hại về tài sản và người sẽ rất nghiêm trọng. Đấy là điều mà Việt Nam hiện nay chưa bảo vệ được chủ quyền của mình ngay trên vùng bờ biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và truyền thông nhà nước thì các bạn cũng đã quan sát trong cái thời gian vừa qua là đã liên tục giấu giếm và không muốn đăng và công bố cái thông tin này cho người dân, 90 triệu dân trong nước được biết. Nhưng vụ việc đã quá nóng và có nguy cơ bùng nổ thành chiến tranh trên biển. Và ngoài ra thì đã bị rất nhiều những cái tờ báo quốc tế và những cái trang blogger độc lập đăng tải liên tục về hình ảnh thông tin này. Cho nên cuối cùng thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải nhiều lần lên tiếng trấn an dư luận và họ nói tỏ ra quan ngại trước việc xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Điều này phải nói rằng người Việt Nam khi đóng thuế để nuôi một cái bộ máy rất lớn cồng kềnh của Bộ Thông tin Truyền thông với trên 800 cơ quan báo đài ở trong nước thì đã không phục vụ người dân mà họ chỉ phục vụ Đảng, Cộng sản mà thôi. Và ngoài ra thì một thực tế rất hiển nhiên đó là việc nguồn thu ngân sách của Việt Nam thì phụ thuộc rất lớn vào việc khoan và hút dầu khí lên để bán và có lúc nó lên đã chiếm tới hơn 20% tổng thu ngân sách. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem được chia sẻ trực tiếp trên trang của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ở đây đã chứng minh điều đó. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam góp phần quan trọng cân đối ngân sách trung ương, đây là đầu đề của một cái tiêu đề của bài báo ghi rất rõ trong tập đoàn này. Trong các năm 2017, 2018 và những tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước đã không ngừng tăng lên, trong đó có những đóng góp không nhỏ của khoản thu từ dầu khí. Các chuyên gia kinh tế đánh giá Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVN, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách trung ương. Đây là hình ảnh bài báo và các bạn cũng có thể tra khảo trên một số trang trong nước đã đăng. Và theo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, năm 2017 vừa qua, Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7%. So với dự toán, chủ yếu là do thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu mỏ. Thì đây các bạn thấy là cái việc dầu mỏ Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng của thu ngân sách và hàng đầu. Thì đây hình ảnh cũng được tập đoàn PVN chia sẻ là giàn khoan ở số 3 ở mỏ Bạch Hổ đã liên tục khoan và hút dầu lên để bán và phục vụ cái việc phát triển đất nước trong thời gian qua. Tuy nhiên hiện nay PVN cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang gặp rất khó khăn ở chỗ khi họ khai thác ở ngoài khơi thì liên tục đã bị những cái tàu như của Trung Quốc là tàu hải cảnh như thế này, chính là chiếc tàu 35111 là chiếc tàu đã hộ tống tàu Hải Dương 8 trong suốt thời gian vừa qua để đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh các bạn có thể thấy đây là hình ảnh chiếc tàu đó và nó được gia cố ở phía mũi rất nhọn với nhiều sắt thép cứng để có thể sẵn sàng đâm chìm tất cả những tàu nào lại gần những chiếc tàu này. Và nó rất nguy hiểm bởi vì đội tàu của Trung Quốc thì rất lớn, hàng đầu thế giới. Và với cách làm kinh tế của người Cộng sản trong cái thời gian vừa qua ở Việt Nam thì đã để lại những cái thảm họa vô cùng to lớn cho đất nước với việc các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước chết hàng loạt, đi kèm theo là các khoản nợ khổng lồ
nhiều tỷ đô la mà người dân cuối cùng là phải gánh chịu. Hình ảnh mà các bạn có thể thấy chia sẻ ở một số trang báo trong nước cũng đã nói rất rõ điều đó, và chúng ta cập nhật thêm để cùng biết. Đó là tập đoàn khoáng sản Việt Nam nợ 1.000 tỷ đồng và hàng loạt công ty thua lỗ. Đây là hình ảnh rất rõ. Báo cáo của Thanh tra Bộ Tài chính tiết lộ tập đoàn khoáng sản Việt Nam nợ 1.000 tỷ đồng, loạt các công ty khai thác khoáng sản có mức lỗ vượt 1.000 tỷ đồng. Loạt công ty khoáng sản thua lỗ, theo báo cáo của Thanh tra, tình hình đầu tư tài chính của nhiều đơn vị thuộc tập đoàn khoáng sản Việt Nam đang rơi vào thua lỗ. Cụ thể, có 3 đến trên 6 doanh nghiệp đầu tư tài chính dài hạn chưa hiệu quả. Công ty mẹ tập đoàn than khoáng sản Việt Nam đầu tư tài chính dài hạn từ năm 2015 đến là 15.729 tỷ đồng, và vào tất cả 59 công ty con, và tất cả những công ty này đa số là đều thua lỗ, và có những công ty lỗ lũy kế lên tới 1.400 tỷ đồng. Thì đây hình ảnh các bạn thấy rất rõ, tiêu đề của bài báo ghi rõ. Như vậy là chỉ với những cái việc mà chỉ khai thác thôi, chỉ đào lên mà để bán, thì các những cái tập đoàn nhà nước này đã gây ra mức lỗ khổng lồ như vậy. Và cuối cùng là cái ngân sách nhà nước thì đã khó khăn thì càng thêm khó khăn hơn, vì phải gánh những khoản nợ này cho những cái công ty nhà nước. Và chỉ có các quan chức của những tổng công ty này của nhà nước thì lại ngược lại thì lại rất giàu có, và tài sản bất minh thì rất nhiều và không thể chứng minh được. Và những tài sản này thì lại rất nhiều, và đối với những cơ quan thuế vụ thì đấy là một câu hỏi rất lớn, từ đâu họ có số tiền đó với mức lương chỉ 10 triệu đến 15 triệu đồng một tháng thì họ không thể làm được điều này. Thì cái vấn đề tham nhũng của Việt Nam đã rất nặng nề và trầm trọng. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy một số cái quan chức trong nước là cận cảnh biệt phủ của gia đình giám đốc sở Yên Bái. Thì trong báo chí trong nước đã đăng rất nghiêm trọng toàn cảnh khu biệt phủ của gia đình giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái. Khu đất 1,3 hectare đứng tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sĩ Quý, nằm tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Khu biệt thự bao gồm hồ nước, cây cầu, dây văng, sân chơi thể thao cùng nhiều công trình phụ trợ đang xây dựng nằm lọt thỏm giữa những quả đồi xanh mát giữa vùng thành phố Yên Bái. Thì các bạn thấy đây là rất là lớn. Và đấy, quan chức của Cộng sản Việt Nam thì họ có được số tiền rất lớn mà không chứng minh được. Thì với những trường hợp như thế này, nếu ở Đức hoặc các nước châu Âu thì rõ ràng là cơ quan thuế vụ có thể đến hỏi, và nếu họ không chứng minh được thì đương nhiên đấy là tài sản bất minh, thì họ phải đóng thuế hoặc thậm chí họ bị truy tố trước pháp luật rất nặng vì tội trốn thuế hoặc là dùng tiền đen để làm cái việc bất chính như vậy. Trước đây là khi giá dầu đang lên cao và Việt Nam thì đang khai thác được tốt thì số tiền thu được cho ngân sách thì rất nhiều, nhưng do quản lý yếu kém và tham nhũng như các bạn cũng đã thấy nên tài sản của nhà nước đã bị các quan chức và đảng viên cấu kết và cướp đoạt thì cũng một phần rất lớn bị thất thoát. Và ngoài ra những cái việc đầu tư ra nước ngoài và đầu tư ngoài ngành cũng đã gây thất thoát số lượng rất lớn. Nhưng có một điều, khi các quan chức đầu tư càng nhiều ra nước ngoài thì họ càng mong muốn cái điều đó, vì cái phần trăm mà được chiết khấu, tức là được lại ở Việt Nam gọi là phần lại quả mà không thể chứng minh được và không thể tìm được là tiền đó đã đi đâu, sẽ bị mất tích vào trong những hợp đồng mà rất khó hiểu. Mà cụ thể chúng ta có thể thấy cái việc mà siêu dự án ở Venezuela thất thoát hơn 11.000 tỷ đồng, sếp PVN nào phải chịu trách nhiệm. Đây là tiêu đề mà bài báo đã đăng trong thời gian vừa qua của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư liên doanh phát triển khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin 2 Venezuela, dự án Junin 2 của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, viết tắt là PVEP, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã có công văn đề nghị PVN cung cấp tài liệu liên quan dự án nêu trên. Được biết, lãnh đạo của PVN đã chỉ đạo Ban quản lý dự án trên chuẩn bị các hồ sơ tài liệu, trong đó có tài liệu liên quan việc chuyển các khoản tiền bonus lần 1 là 300 triệu USD và lần 2 là 142 triệu USD cho phía Venezuela. Và những dự án này các bạn thấy là gần như là không còn có triển vọng khai thác, cũng như là số tiền mà đã chuyển thì đã mất. Và bây giờ đây là hình trụ sở của PVE, tức là thuộc VPN tại Venezuela, có bể bơi và có những khu nhà như thế này, rất là đặc biệt. Và bây giờ ở Venezuela các bạn cũng đã biết, với cái việc mà
chủ nghĩa xã hội đang gần như sụp đổ ở đây và người dân đang rất khó khăn, thì cái chính quyền trước đây thân với Việt Nam mà hiện nay vẫn đang còn cầm quyền thì đang gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép quốc tế. Bộ máy hành chính và ăn lương của Việt Nam thì ngược lại thì ngày càng phình to, đảng và chính phủ càng cần thêm nhiều tiền để nuôi sống cái bộ máy này để phục vụ cho mình, và có những cái số lượng người hoạt động và làm việc trong những ngành nghề mà rất đặc biệt mà không có nước nào có. Và chúng ta thấy đây rất rõ là hơn 10.000 người trong lực lượng 47 đấu tranh trên mạng, thì đây là những cái người chắc chắn là phải ăn lương, và lương quân đội thì rất là cao. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói hiện nay Quân đội Nhân dân Việt Nam có hơn 10.000 hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng. Đây các bạn thấy. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết lực lượng này gọi là lực lượng 47 theo chỉ thị 47 đã có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng này đang hoạt động rất tích cực, hiện có ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền, mọi lĩnh vực của quân đội. Đây là lời chia sẻ của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trong một cái diễn đàn hội thảo trong của quân đội trong thời gian vừa qua. Và những cái số tiền mà nhà nước chi ra khổng lồ để nuôi dưỡng những bộ máy như thế này, rất vô nghĩa như thế này, thì gần như là sẽ mất trắng, và người dân cuối cùng là phải chịu tiền để chi trả cho họ, và ngân sách phải trích ra. Và chính vì vậy Việt Nam ngày càng khó khăn và nhà nước ngày càng cần nhiều tiền hơn nữa. Và điều đó dẫn đến là việc đảng và nhà nước Việt Nam tìm mọi cách để tăng thuế phí và đổ lên đầu nhân dân hoặc là những cái doanh nghiệp Việt Nam phải chịu cái việc này. Đặc biệt là việc nhà nước Việt Nam thúc giục công ty PVN phải hút thêm nhiều dầu lên nữa để bán, hòng bù đắp lại cái ngân sách đó. Và cái hình ảnh mà cụ thể nhất chúng ta có thể thấy đấy là những cái dự án mà phải liên doanh rất sớm với cả những công ty của Mỹ như công ty ExxonMobil Việt Nam ở dự án cá voi xanh. Điều này sẽ dẫn đến nhiều cái tranh cãi và cũng như là căng thẳng với Trung Quốc trong thời gian tới. Mà mặc dù dự án chưa đưa vào khai thác, dự kiến vào năm 2021 thì mới xong thiết kế chi tiết, nhưng hiện nay thì cũng đã bắt đầu có những cái tranh luận của công ty ExxonMobil với phía Việt Nam về mức giá mua, và nếu họ không được thỏa mãn những cái điều đặt ra, đầu tư đặt ra, thì cũng có thể công ty ExxonMobil sẽ rút đi và Việt Nam sẽ thêm một lần nữa thất bại trong việc tìm kiếm dầu khí để bù đắp cho ngân sách quốc gia đang bị rỗng ruột. Và cái việc Việt Nam tìm mọi cách khoan hút những cái mỏ đang còn sở hữu tại Việt Nam và ngoài vùng biển thì sẽ dẫn đến việc là tài nguyên dầu khí rất mau suy kiệt. Và điều đó chúng ta cũng sẽ thấy rất rõ trong những cái thông tin tới đây, khi Việt Nam liên tục đưa ra những cái phương án để thăm dò và hút dầu khí để phục vụ cho cái việc cung cấp cho ngân sách của mình. Và đứng trước tình thế đó, Đảng, Chính phủ Việt Nam và có lẽ đã phải làm liều bằng cách là đưa giàn khoan thăm dò ra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khai thác dầu khí trong thời gian tới. Và các bạn cũng đã thấy ở Bãi Tư Chính thì hiện nay đã có giàn khoan của Nhật Bản đang nằm ở đó, và chính vì điều đó đã làm cho Trung Quốc gây khó chịu và họ đã phản ứng một cách hết sức gay gắt đối với Việt Nam. Bởi vì cái việc đặt giàn khoan này cũng nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng lại nằm trong cái vùng đường chín đoạn của Trung Quốc, và họ cũng cho rằng đó là chủ quyền của họ. Và nơi sản xuất dầu mỏ hàng đầu của thế giới hiện nay là Ả Rập Xê Út ở vùng vịnh vừa bị tấn công, và an ninh thì bị đe dọa cắt đứt đường vận chuyển vì căng thẳng giữa Iran và Mỹ và các nước, nên Trung Quốc sẽ càng ngày càng cố gắng tìm kiếm và chiếm mọi nguồn dầu khí, tài nguyên các nước khác và trong đó có Việt Nam để bù đắp cho cái thiếu hụt này. Và miếng mồi béo bở đó chính là Biển Đông với chủ quyền của Việt Nam. Thông qua cái việc này thì tình đồng chí 4 chữ tốt và 16 chữ vàng cũng từ đây chính thức chấm dứt giữa hai đảng cộng sản độc tài này trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những thông tin cụ thể hơn nữa để chúng tôi phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất với thông tin trung thực nhất. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới an lành.